Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Món Ngon Cuối Tuần. Đuôi vịt áp chảo sốt thơm, xoa tổ xào lá quế, cơm nhụy hoa nghệ tây kiểu Ý. Riêng về phần hải sản rất tươi. Cái hương vị đặc trưng ở đây nhất đó chính là cái sốt thơm của mình hòa quyện vào, rất là tinh tế và rất là hay. Em cảm nhận được cái hương vị của sốt mà anh làm. Đón xem Món Ngon Cuối Tuần vào lúc 11:50 các ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.